Hello, dạ, xin chào tất cả các cô chú anh chị nha, chào anh em đam mê chim cu manh manh le le các kiểu nha. Thì hôm nay dạng quay sơ cái lượt ở nhà cho dạng nghe cô chú anh chị, cho cô chú anh chị xem. Thì qua một quá trình dạng nuôi đó, cu đó, cái dòng cu Việt nha, dòng dạng nuôi là dòng cu Việt nha cô chú anh chị. Thì nói chung là bữa nay nó nổi cũng nhiều lắm rồi. Đây dòng bổi, dòng cua Việt để dạng giới thiệu sơ qua cho cô chú anh chị xem. Thì đầu video dạng cũng chúc cô chú anh chị được dồi dào sức khỏe nha. Rồi an khang và thịnh vượng. Một năm mới, một năm cũ đã qua, năm mới cũng tràn đầy hạnh phúc và niềm vui nghe cô chú anh chị ơi. Và các cô chú anh chị nào có nhu cầu nuôi chim cu le le thì hãy alo cho dạng nha. Qua số điện thoại 038 22 33 691. Rồi để dạng quay sơ lược cho cô chú anh chị xem. Dạng có một con chim manh manh đột biến luôn nha. Chút xíu nữa dạng bắt dạng khoe cho cô chú anh chị luôn. Đây, con đầu tiên là con son nha cô chú anh chị. Đó, con son. Con son này là thúc thúc gù đồ nè, đã lắm. Ở đây là một cái con bổi nổi của dạng nè. Con này bổi nổi nó cũng khá lào nghe cô chú anh chị ơi. Đó, để coi con son nó gù cho cô chú anh chị xem nha. Đó, con này thì nó dạng mua thục người, dạng mua nay 3 bữa rồi, nay nó mới chơi lại. Chứ con này là con thục người nha, còn con này là con bổi nổi của dạng nè, bữa nay nó lào quá rồi. Cô chú anh chị mà đi gắt thì bây giờ tập em đó, đó con son nó gáy đó, đó con son đó cô chú anh chị, son gặt luôn nha. Còn ở đây là chim thục người nè, con này là thục người nè, nhưng mà dạng mới bắt về nghe cô chú anh chị. Đó, đây một con thục người nữa nè, dạng bắt về nên nó chưa có lào người mấy. Để dạng tập mấy bữa nữa là búng tay nó rụ nha, tại vì mới bắt về nhà lạ cô chú anh chị ơi. Chim này thục người, còn con này là con bổi của dạng nè, bổi nổi nè. Đó, con này dạng kêu giá là 1,3 củ nha. Đó, thấy không, con này là nó lào dữ lắm mà nghe cô chú anh chị. Còn cái dàn bổi này thì nói chung ra con nào cũng là kêu ok rồi đó. À, và bổi này là bổi đẹp không nghe cô chú anh chị ơi, bổi nào cũng gù gáy hết nha. Đó, gù gáy đều hết nghe cô chú anh chị. Và ví dụ như con này nó cũng gù gáy hết nghe cô chú anh chị ơi. Đây dạng dở cho cô chú anh chị xem. Đó, cà lâm, con có cà lâm. Con này là con mồi của dạng ha, con mồi của dạng. Con mồi này bắt được con bổi rồi nha. Con mồi này thì 1,5 củ nha cô chú anh chị. Đó, để dạng lật ra hết cho cô chú anh chị xem. Cà lâm được mấy tiếng à, cà lâm không có gồng nha cô chú anh chị ơi. Hổ, hổ gù. Để dạng dở ra cho nó gù cho cô chú anh chị xem. Con son đó thì dạng không có cho gù nha. Đó, con thỏ này gù nghe sướng không. Đó, con thỏ này 1 củ nè cô chú anh chị. Đó, con mồi thì 1,5 củ nha. Con mồi này con mồi đất mồi cây luôn. Con mồi này bắt được 2 bổi rồi nghe cô chú anh chị. Đó, con mồi của dạng thì nó gù quá chí, có con bổi, bổi đó bổi nổi nha. Củ ba đó nghe cô chú anh chị. Nè, để dạng quay cận cảnh cho cô chú anh chị xem. Còn cái nè. Còm quy rồi, còm dữ luôn nha. Đây còn vàng này thì tầm khoảng 300 cành, 400 cành một em nè.
Hàng đẹp nha, hàng này hàng đẹp nghe cô chú anh chị ơi. Đây dài ra tới ngoài này luôn. Đó, con này là con mồi của dạng đó, nó rùa quá. Đây là dòng này nó gáy hết rồi, tại vì em quay video thì nó cũng hơi sợ. Nó hơi sợ nha. Cái chim này là chim gáy gù hết. Bỏi nổi nha cô chú anh chị. Còn dạng vừa về một cái lô manh manh. Manh manh này cũng chưa có được đỏ mấy nha cô chú anh chị. Đó, cái lô manh manh này thì cũng chưa được đỏ đẹp mấy đâu. Hơi cháo quá cô chú anh chị không thấy rõ. Con này con thổ nè. Thấy không? Gáy nghe sướng không? Lấy dạng ngăn nó lại để nó gù quá, nó cắn lộn nhau. Dạng nuôi cũng hơi gần, tại cái diện tích nhà dạng cũng hơi nhỏ quá cô chú anh chị ơi. Nuôi cũng hơi gần. Đây dạng có con chút xíu nữa dạng bắt con chim manh manh đột biến dạng pha cho cô chú anh chị xem nha. Độc quyền. Còn cái đây là dạng bổi nè cô chú anh chị. Bổi này bảy về nha, bổi này một xị một em à, một xị một em nha. Đó. Một xị một em, có ngói luôn. Còn ở đây là cu đất dạng qua tiễn lựa. Tiễn lựa xong rồi 200 cành một em nha. Để dạng quay cỏ cho cô chú anh chị xem nè. 200 cành một em. Có lộn em kia là em cu ở vùng ngoài. Đó, gù gáy mạnh luôn, đẻ luôn đó. Còn ở dưới này thì le le mồi của dạng ha. Le le mồi. Còn ở đây là cu gần nè cô chú anh chị nha. Cu gần. Cu này là cu gần nha. Còn đây manh manh. Tại vì em bắt con manh manh đột biến ra cho cô chú anh chị xem. Nó chấm đầu nha. Dạng hồi xưa giờ dạng mới thấy được một con đột biến nha cô chú anh chị. Manh manh đột biến rất đẹp. Rồi chút xíu nữa dạng sơ lược ra dạng quay cái từ cho cô chú anh chị xem nha. Giờ dạng quay cũng hơi lẹ qua xét qua nè. Manh manh đột biến nha, để dạng cầm lại đàng hoàng. Dạng cầm lại đàng hoàng dạng quay cho cô chú anh chị xem. Và nó đột biến nè. Thấy chưa cô chú anh chị? Vâng. Đó. Con manh manh này là nó đột biến nha cô chú anh chị ơi. Nó cũng chuẩn bị lên màu đây. Nè. Trên đầu có chấm luôn nè. Đầu có chấm bi luôn nha. Nè, trên cái đầu nè. Nè, trên cái đầu nó có chấm bi nhỏ nè cô chú anh chị thấy không? Đó, ha. Rất đẹp nha cô chú anh chị. Con này mà nó lên màu, vài bữa nó lên màu một cái ha. Tuyệt vời luôn nha cô chú anh chị ơi. Nó chuẩn bị lên màu nè, nó đỏ ngực rồi nha. Nói chung là chim manh manh này nó chuẩn bị lên màu nha chú cô chú anh chị, nó đang đỏ ngực. Đó, con đột biến nè. Thấy không? Con chim đột biến là rất đẹp nha. Vài bữa nó lên màu là rất ok luôn, đỏ trắng rồi đẹp lắm. Đó, cô chú anh chị nghe con có thúc không? Nghe thúc dữ không? Cô dạng thì ở đây cô là dạng thì bổi nổi hết rồi nghe cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị bổi nổi hết rồi nha. Son có, đồng có, thổ có, tùm lum. À, cô có dạng nè. Nó giờ này là anh em đi tập là ok nè. Về anh em nuôi lại mấy bữa là đi tập nha. Con này thì một củ ba đó, con này đẹp cực kỳ. Tướng bự con, dáng người đẹp. Còn con chim son này á, con son này là con son gặt luôn nha. Con son gặt luôn. Đây là cái vàng này thì vàng mồi của dạng để đi bẫy nè. Vàng này là vàng đã qua tiễn lựa nè, tiễn lựa. Tiễn lựa em nè, em lấy mức mượt đẹp không? Hơi cháo quá, quay cô chú anh chị không thấy rõ. Dạng nuôi đây cũng hơi tối nha cô chú anh chị. Cái dàn trên nó lướt, cái dàn dưới hết.
hơi tối. Đó, cua tiểu gáy luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu nuôi manh manh thì alo cho Dạng nha, qua số điện thoại 0382233691 nha. 0382233691. Để Dạng đút vô Dạng quay cho chú chị xem cho rõ. Nha, đây. Đó, đỏ ngực ha nha, có đỏ ngực có, rồi có trắng có nha. Đó, trắng có, đỏ ngực có. Nói chung là cái lô manh manh này thì Dạng vừa về thôi, ăn uống đầy đủ hết rồi nghe cô chú anh chị. Ăn uống đầy đủ hết rồi. Nó chỉ qua cái trung gian thôi. Rồi anh em nào bữa hổm có nhu cầu nuôi ốc bội cua ngói đó thì Dạng mới lấy bội cua ngói về luôn nha. Đây, Dạng bội cua ngói Dạng vừa đặt, Dạng vừa lấy về luôn nha. Cái này là 70 cành một cái nha cô chú anh chị. 70.000. 70.000 một cái bội ốc cua ngói. Anh em chơi mà tầm khoảng 4 cái bội là ok nha cô chú anh chị ơi. Thường thường Dạng ở đây Dạng quýnh 4 cái bội à. Đó, con này nè. Con này là con VIP của Dạng nha. Con này là con bội VIP của Dạng. À, con này là đi giận mồi được nghe cô chú anh chị. Mấy con mỏi này á, nó tụt lửa rồi, bữa hổm Dạng búng tay là nó gù luôn nghe. Mấy con mỏi này nè, bữa nay nó tụt lửa rồi. Còn cái dạng này, hai con này là hai con cu khách nè. Dạng mới bắt về nó bị nín nè, chắc cũng mấy bữa nữa nó chơi lại nghe cô chú anh chị ơi. Nó bắt về nó bị nín, nó gắt dạng rồi nè, Dạng đụng nó được luôn nha. Đụng nó cũng ok chứ không có gì. Ở đây Dạng có hai con son thổ đồng. Cái lô manh manh này thì cô chú anh chị nào có nhu cầu thì Dạng cũng chia sẻ lại cho cô chú anh chị xem nha. Nếu mà cái tầm cỡ này thì Dạng để 100 mấy chục cành một cặp rồi nha. 100 mấy chục cành một cặp rồi nghe cô chú anh chị. Cái dạng chưa đỏ mấy. Thì anh em về nuôi tầm khoảng 2 tháng là đỏ luôn nha cô chú anh chị ơi. Đó, bây giờ nó đang đâm lông viền đó cô chú anh chị. Đang đâm lông viền chuẩn bị là đỏ nha. Đó. Đang đâm lông viền. Rồi thì ở đây thì cũng có cua ngói nữa nè. Cua ngói nè. Đó ha. Đây là bổi của Dạng nè, bổi tiễn. Thì Dạng quay sơ lược thôi. Ở đây vịt trời mồi. Đó, vịt trời mồi nha cô chú anh chị. Tại nhà Dạng thì nói chung gần cái đường lộ xe ra chạy xe nó cũng hơi ồn. Mong cô chú anh chị thông cảm nha. Cô chú nào, anh chị nào có mua lồng này thì cũng có lồng luôn nha cô chú anh chị. Lồng này cô chú anh chị mà vô TikTok của Dạng á, bấm vô vỏ hàng mua rẻ lắm. Nói chung là mỗi này là nó cũng ok hết này. Đó. Hai con à. Rồi, ở đây cũng hơi chá cái mặt cái Dạng đỏ ao luôn. Chứ không phải uống rượu nha, nó chá cái miếng bạc đỏ đỏ này cô chú anh chị. Rồi Dạng cuối video Dạng cũng chúc sức khỏe các cô chú anh chị một lần nữa nha. Chúc các cô chú anh chị được dồi dào sức khỏe. Các cô chú anh chị nào có nhu cầu nuôi cu le le chim minh manh rồi các kiểu alo cho Dạng qua số điện thoại 0382233691 nha. Rồi Dạng cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video. Đó, cô chú anh chị thấy cái con bổi của Dạng nó giật không? Con đó là ok nha, con đó một củ ba đó. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì ôm em nó về nuôi nha. Còn đây là manh manh của Dạng nè, một chuồng luôn. Dạng mới bắt về một chuồng manh manh này nha. Rồi đêm hôm Dạng đi qua cái cam bảnh nha cô chú anh chị ơi, gần giáp ganh. Không tới là không có tới giáp canh cam nha. Dạng bắt cái lô chim manh manh này về.
Thì cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của Dạng. Thôi bye bye cô chú anh chị, hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong clip tiếp theo nha. Xin chào các cô chú anh chị.